đi vô tiệm McFresh, chỗ dessert. Chỗ này bán dessert rất là ngon. Đó, nó nằm trong khu chợ Tam Biên nè, ngay trong khu đường McFadden với lại Brookhurst. Đây. Hello, đẹp quá. Cái Noel nè. Chụp cái Noel chưa? Chụp cái Noel đi, ông bạn chụp đi mấy mình. Hello, giờ vui chưa? Vui chưa, đủ bạn rồi đó. Hello, Kim Ngân. Vô, vô cho ngồi gần đây nha, em yêu. Ngồi đi. Chuyện gì buồn? Ngồi đi. Ngồi đồ ăn chứ. Không đó là đã ở đây buồn gì quê, đâu thêm buồn gì quê nữa. Buồn gì? Cái gì ngon nhất ở đây mình order. Xong rồi. Order xong thôi. Tụi mình ra chụp hình ở cây Noel đi. Bé, cầm đây ra chụp bốn tụi mình. Okay. Cái thông là anh mua thôi chứ sao kia em mua.
Không sao đâu, cái đầu không sao. Cái mặt thôi, chỉ mặt thôi. Đẹp rồi đó. Mẹ em tắm luôn đi cho muốn chị em đi. Nè nè, đây, tại vì ảnh đang quay mà, đi lại đây. Đây kiếm sao thủy chó. Cái này đẹp hơn nè. Cái này đẹp hơn, lấy cái không luôn nè. Chị, Dương á. Đi qua đây chụp chiếu bố. Muốn nè đẹp nè. Muốn nè đẹp nè. Tâm sự cho ba nghe đi. Mở phone chị. Hôm nay ba đẹp. Hôm nay ba đẹp hả? Mở phone. Không ba cái nữa. Em chót à? Không ba cái nữa. Lý dành. Lý dành đâu? Em chót rồi đó. Em chót rồi đó, em xét đi. Rồi cho. Xong rồi đó.